Dự án nhà ga trung tâm Bến Thành là dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Khu Bến Thành là nơi tập trung các hoạt động thương mại, du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Ga Bến Thành là điểm giao kết giữa 4 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 3, 4. Được khởi công tháng 11, 2016, ga trung tâm Bến Thành giống như một khu phố ngầm trải dài đến ga nhà hát thành phố. Theo chân các kỹ sư liên danh Sumotomo Mitsusenko 4, chúng tôi men theo chiếc cầu thang sắt hẹp tiến dần xuống nhà ga ngầm dưới độ sâu 30 mét, hàng trăm công nhân tất bật làm việc ở cả ba tầng ngầm của nhà ga Bến Thành. Nhiều nhóm công nhân đang miệt mài làm việc, người cắt sắt, người khác đảm nhận, chuyển sắt và bê tông xuống dưới lòng đất để thi công. Công trường vang rền tiếng máy móc thiết bị vận hành, mấy chiếc cầu vươn cao liên tục đưa vật tư xây dựng thả xuống lòng đất. nằm tại khu vực trung tâm thành phố và có vị trí quan trọng kết nối với chợ Bến Thành, ga nhà hát thành phố cùng với ga Ba Son là hai ga ngầm của gói thầu CP1B thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, được thiết kế ngầm dài 190m, rộng 26m gồm 4 tầng. Tại tầng B1 B2 của ga Ba Son, hàng trăm kỹ sư công nhân đang miệt mài với nhiệm vụ lắp đặt cơ điện xây dựng và vệ sinh hệ thống. Mỗi người một việc, họ làm việc cả ngày lẫn đêm để Ga Ba Son kịp thời hoàn thiện kết nối thông suốt toàn tuyến metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có mặt tại ga Tân Cảng là một trong những ga đầu tiên của tuyến số 1 và tuyến số 5. Đây là một trong số 11 nhà ga trên cao của gói thầu số 2 xây dựng tuyến metro trên cao từ nhà máy Ba Son quận Nhất về Suối Tiên dài 17,1 km. Nhà ga được xây dựng có diện tích dài 137,5m, rộng 31m và cao 20m, gồm 3 tầng, trong đó có các tầng dành cho metro đón trả hành khách, tầng kỹ thuật bảo trì nhà ga. Tuyến metro số 1 dài gần 20 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm với tổng mức đầu tư hơn 43,757 tỷ đồng. Tuyến có tổng cộng 14 nhà ga, 11 nhà ga trên cao và 3 ga ngầm bắt đầu từ đi bót Long Bình và kết thúc ở Bến Thành, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2021.